Dạ, đường nào? Dạ, đường này á. Đây, mình sẽ phải ra chỗ Đại Hồng Hải một tí nhé. Đây là khu Đại Hồng Hải đây. Các bạn nhìn nhé. Đó. Trường Đại Hồng Hải. Nó kéo dài một đoạn dưới kia, ở phía gần chỗ cầu miệng ấy. À, phía gần gần chỗ cầu rào là cũng là một cái khu giảng đường của trường Đại Hồng Hải. Cái đoạn này là phía sát cái cầu rào rồi. Cô này nói chung là đoạn này thì ban ngày nó cũng rất là sầm uất, và cái đoạn là phía đoạn này à, cái đoạn khoảng 412 này thì mình để đó, cái đoạn 412, 420 mình để ý thấy là buổi tối là nó cũng đông. Có một số quán cà phê, quán thời trang mở. Đây là chỗ khu giảng đường, giảng đường B, Đại Hồng Hải. Chỗ cầu rào đây, chỗ bến xe cầu rào bên phải này, bên phải bến xe cầu rào, đây là lên cầu rào này. Đường đi Đồ Sơn đấy, các bạn ở đây lên Xi Nhan nhé. Cầu rào sắp tới là sẽ sửa đi đấy. Đấy, sắp tới là cầu rào này sẽ sửa, chắc là mở rộng thêm, nối cái huyết mạch của thành phố đi ra các khu du lịch nó dễ hơn, nó đẹp, nó to, nó rộng hơn, chứ bây giờ cầu rào nó bé quá, người ta phải làm cái cầu rào 2, chắc là đợt tới sẽ phải đi cầu rào 2, chỗ cầu rào này đã sửa. Đấy. À, ngắm nhìn một chút cái cầu rào cũ hồi xưa từ thời Pháp đến bây giờ bao nhiêu năm rồi, cũng có lần sửa rồi. Chỗ đoạn bên trái này thì chắc là rất nhiều bạn là thích chụp ảnh sẽ
sẽ rất thích quay lại cho họ xem. Chỗ gần chỗ bảo tàng hải quân đấy, các bạn bên trái này, nếu bạn nào thích chụp ảnh thì rất thích ở cái khu vực này, phía trước là cũng là hoa phượng, và phía bên trái này thì rất nhiều bạn ra đây chụp ảnh rồi. Thì hiện tại bây giờ hoa phượng nó cũng mấy hôm nay nó mưa, với cả hoa bằng lăng mấy hôm nay nó mưa nó cũng ít đi rồi, nó gần như không còn để mà có thể chụp ảnh nữa đấy. Đó là cái chỗ đây là đường Mạc Quyết này. Chiếc hoa ở đây nở rộ đẹp lắm, chụp bằng lăng các thứ đẹp. Đây là chỗ bảo tàng này. Bảo tàng hải quân này. Đấy. Thì rẽ lên đây. Thì hôm nay muốn giới thiệu các bạn chính là cái khu cầu rào đi từ trung tâm thành phố ra Đồ Sơn, chỗ đường Phạm Văn Đồng ấy. Cầu rào này dài 186 mét. Sửa đi thôi. Rào để các bạn có thể tham khảo, bạn nào lần đầu tiên xem mình Tôi Yêu Hải Phòng thì nhớ đừng quên nhấn đăng ký chuông để theo dõi những video mới nhất từ Tôi Yêu Hải Phòng nhé. Đoàn xe tang đồng chí Đoàn Quốc đây là cái khu tòa nhà cao chưa. Lên thanh luôn. Đi này sợ trực tiếp. Đấy, đây là chỗ cầu vượt. À này chỗ tầm 207 là chay. Chỗ đoạn này thì bắt đầu rất nhiều cửa hàng bán điện thoại nhé. Đấy, đoạn phía chỗ đoạn này thì đối diện với cả Toyota này thì nó sẽ là bên này là chính và bên một bên là Toyota. Thank you.
rất nhiều cửa hàng điện thoại. Đây là chỗ Đình Đông, đây là An Đà. Rất nhiều cửa hàng điện thoại đây, bạn có thể xem. Sửa chữa điện thoại đấy rất là nhiều luôn. Đây là chỗ cung văn hóa thiếu nhi này. Còn đây là chỗ vào hồ An Biên, khu hồ đào đây. Thì buổi tối đây thì nhộn nhịp đó nhé, mực niếc nước uống nước niếc. Cái khu hồ đào kia đợt tới mình sẽ giới thiệu chi tiết cho các bạn xem sau. Tòa nhà SHB. Rất là to cao đẹp trai luôn. Buổi tối thì rất là lung linh, ánh đèn rất là lung linh luôn. Đấy, đối diện chéo ngay sân vận động Lạch Tray này. Đấy. Đây là view Hải Phòng ngay dưới chân tòa nhà luôn. Bây giờ thì mình sẽ đi thẳng được rồi, đi thẳng về đường Cầu Đất. Rồi, đó là một đoạn một chút về đường Lạch Tray. Đó là một chút về đường Lạch Tray, các bạn có thể tham khảo. Nhớ đừng quên nhấn đăng ký, nhấn chuông để ủng hộ kênh Tôi Hiểu Hải Phòng nhé. Còn đây là một đoạn về đường Cầu Đất, đối với đường Lạch Tray.